Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Hôm qua, huyện ủy Ngọc Hiển tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trên địa bàn xã Diên An Đông. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Cao Đình Tụng sinh hoạt tại chi bộ ấp Nhân Miên. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên Tạ Văn Ngọt sinh hoạt tại chi bộ ấp Cây Phước, đảng viên Nguyễn Uy Quyền sinh hoạt tại chi bộ ấp Xóm Mới, đảng viên Nguyễn Văn Điện sinh hoạt tại chi bộ ấp Tắc Biển. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện ủy Ngọc Hiển khẳng định việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đảng viên cao niên. Dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, luôn gương mẫu, tích cực trên các lĩnh vực. Mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, cùng chung sức xây dựng đảng bộ xã Diên An Đông ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong không khí mừng đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện ủy Ngọc Hiển gửi lời chúc đến các đảng viên cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Cùng thời gian này, huyện ủy Đầm Dơi cũng đến trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Khuất Giang Thạc, sinh hoạt tại chi bộ ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, và đảng viên Đoàn Ngọc Cầu, sinh hoạt tại chi bộ ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện ủy Đầm Dơi ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện và cống hiến của hai đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Qua đó mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương ngày thêm phát triển, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Cũng trong hôm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Tân tổ chức chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Tân tổ chức chương trình này từ sự quyên góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân để giúp đỡ cho người nghèo có một cái Tết sung túc, đầm ấm. Chương trình đã tổ chức trao 450 suất quà Tết với hình thức chợ không đồng gồm gạo và các nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn ở các xã Rạch Chèo, Tân Hải và thị trấn Cái Đôi Dàm. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ còn trao bảng tượng trưng hỗ trợ 6 căn nhà cho người nghèo, tổng trị giá 210 triệu đồng, 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Kinh phí trên do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Liên đoàn Lao động huyện Thới Bình vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện trao 65 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 4 suất của Ban Nội chính Trung ương gửi tặng, mỗi suất 1,3 triệu đồng. 61 suất còn lại mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động huyện Thới Bình mỗi khi Tết đến xuân về, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, mang cái Tết đầm ấm đủ đầy hơn đến đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó nhằm khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Hiển phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện tổ chức giải thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia giải thể thao lần này có 13 đơn vị với gần 300 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, lực lượng vũ trang, các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các vận động viên sẽ tranh tài thi đấu ở các môn bóng đá mini, ném bóng vào rổ, nhảy bao bố. Giải thể thao nhằm cổ vũ động viên phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức và người lao động, đồng thời cũng là dịp để các vận động viên gặp gỡ giao lưu, học tập trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Thời điểm này, các cơ quan đơn vị địa phương tại huyện Nam Căn cũng sôi nổi tổ chức các hoạt động thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập. Tại xã Hàm Rồng, có hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thể dục thể thao các ấp, trường học, cán bộ công chức và lực lượng vũ trang xã tham gia thi đấu môn bóng chuyền và trò chơi bắt vịt dưới sông.
Giải thể thao đã thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, giáo viên và nhân dân được giao lưu, học tập kinh nghiệm, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, đặc biệt là tạo sự vui tươi phấn khởi trước thềm năm mới. Thưa quý vị, những ngày giáp Tết, chạy dọc theo tuyến lộ gian phường Tân Thành, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh người dân nơi đây đang tất bật nổ cớm, ngào cớm để cho ra lò những mẻ cớm thơm ngon phục vụ thị trường trong dịp Tết. Làng cớm Tân Thành thuộc phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, không biết có từ bao giờ, trải qua hàng chục năm, thì hiện nay làm cớm được xem là một nghề truyền thống đặc trưng của người dân nơi đây. Trước đây, ở phường Tân Thành, người dân làm cớm gạo chủ yếu để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu khách vào những dịp lễ đám tiệc. Sau đó, vì được ưa chuộng, nơi đây mới hình thành nên làng nghề làm cớm và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều chị em phụ nữ ở địa phương, nhất là vào dịp Tết. Mua gạo gì đập, đập rồi là phải mua đậu gì gan. Một khi bắt lên chảo nhà bỏ chanh, bỏ gừng, bỏ hành, bỏ đậu, bỏ dầu. Cái miếng cớm mình thơm mới ngon. Xong ngào rồi cái đổ ra, cái ban rồi cái gạch rồi vô khuôn, vô miếng, vô bọc từ miếng. Câu quan trọng nhất là chọn ngào. Cái nghề này như tôi sẽ làm hoài, cái nghề tiền truyền thống. Sau này tôi nghĩ làm để cho con tôi nó làm. Cái nghề này nó chung sống bằng ở nhà, nó thoải mái, nó khỏe hơn. Làm riêng ở ngoài cũng nhiều lắm. 25, 27 Tết ta nghỉ rồi, ở đây tôi làm suốt luôn. Nhờ vị cớm thơm ngon, giá lại phải chăng, nên các sản phẩm từ cớm của phụ nữ phường Tân Thành bán rất chạy. Tết đến, nhu cầu mua cớm gạo từ người tiêu dùng tăng mạnh, nên đầu ra của sản phẩm tương đối ổn định. Tiếng lành đồn xa, nên các đầu mối từ Cần Thơ, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nha Trang cũng tìm đến đặt hàng. Có thâm niên làm cớm hơn 7 năm, vào dịp Tết, mỗi ngày lò cớm Minh Tâm ở khóm 4 phường Tân Thành, thành phố Cà Mau bán ra hơn 100kg cớm. Chị Hồ Thị Loan, chủ lò cớm Minh Tâm cho biết, trong nhà có 5 người tham gia làm cớm. Công việc này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị. Số lượng ngày thường thì ngày cũng 40-50kg vậy đó, còn Tết đó thì ngày 100-100 mấy. Làm nhiêu mình giao hết nhiêu trong ngày vậy đó. Tết á, ở trong phường mình ai rất là nhộn nhịp, vui dữ lắm, vui luôn. Đầu này hì hì, đầu kia hì hì làm cớm vậy đó. Làm khi đó càng sáng luôn. Như mình giao là Cần Thơ có Bình Dương, Đồng Nai, rồi Nha Trang, Đắk Lắk rồi. Rồi ở dưới dòng tỉnh này mình á thì dùng với các huyện nào cũng có. Nguồn thu nhập cũng ổn định rồi mình sẽ làm hoài tới. Nếu như cớm làng Dùng là một đặc sản nước tiếng ở Hà Nội, thì cớm gạo Tân Thành cũng dần tạo được thương hiệu và ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, do chất lượng cớm gạo nơi đây thơm ngon hơn những nơi khác. Để duy trì và phát triển hơn nữa sản phẩm cớm gạo Tân Thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành, thành phố Cà Mau đã thành lập tổ hợp tác làm cớm từ năm 2016. Hiện nay, tổ hợp tác này có 10 thành viên. Riêng về góc độ của nữ phường thì cũng giúp đỡ khi chị em mà có nhu cầu về vốn vay rồi để mà mình có thể mua nhiên liệu để mà mình làm cớm. Cái nữa thì cũng sẽ cùng với mấy chị tìm đầu ra để mà giúp chị em có thể là duy trì được ngành nghề lâu dài. Ngày nay, mặc dù có nhiều loại bánh mứt với mẫu mã đẹp và mới lạ được bán trên thị trường, nhưng cớm gạo vẫn là một trong những món ăn mộc mạc giản dị được nhiều người dân ưa chuộng vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Phát triển kinh tế gia đình từ mô hình đa con đã và đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với nhiều hộ dân trong tỉnh. Thông qua mô hình, nhiều hộ đã vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Tiêu biểu là gia đình anh Lê Văn Vô ở ấp Bá Quê, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. 3 năm nay, mô hình nuôi của anh phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định. Với 6 hecta đất sản xuất, anh Lê Văn Vô trăn trở phải làm gì để tận dụng hết lợi thế đất đai sẵn có, nên đã không ngại khó khăn tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của bạn bè xung quanh và tham khảo thông tin trên các phương tiện báo đài.
Ngoài diện tích nuôi tôm, khoảng 3 năm nay, anh Vô tự nuôi thử nghiệm và dần mở rộng diện tích, số lượng nuôi với các mô hình nuôi, cá lóc, cá thòi lòi, lươn và ếch mang lại cho gia đình nguồn thu nhập khá. Em thức ăn thì chỉ phụ thôi, còn em tận dụng đi vỏ đầu tôm của những chỗ mà ta lọc đầu vỏ đầu tôm đó. Thì em lại đó em ta cho mình xin về tận dụng cái đó để đỡ lượng thức ăn. Thức ăn em chỉ phụ hồi lúc nhỏ thôi. Thì tổng cộng thu nhập nói chung thì một năm khoảng cũng được cỡ trăm ngoài được. Hiện tại anh Châu đang thả nuôi một ao cá lóc, một ao cá thòi lòi, ba ao nuôi lươn và số lượng ếch từ 200 đến 300 kg. Để giảm bớt chi phí trong quá trình nuôi cá, anh Vô tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương là vỏ đầu tôm, đầu cá được người dân địa phương cho hoặc bán với giá rẻ. Bên cạnh đó, anh còn nghiên cứu tự ươm giống ếch và lươn, từ đó đảm bảo được chất lượng con giống, chi phí sản xuất cũng giảm đáng kể. Ếch thì nó rất là dễ, tại vì ếch thì mình lựa những con giống bố mẹ tốt này kia, những cái giống tốt, tại vì giống ở thị trường giờ thì ra nhiều giống lắm, mà nhưng mình tìm hiểu cũng ở xung quanh bạn bè rồi đó, người báo chí vợ cũng nhiều, mình lựa những cái giống nào tốt nhất thì về mình nuôi, thì mình đúc kết ra cái con giống nào tốt, mình lấy cái con giống bố mẹ đó lại làm cho mùa sau thì nó sẽ ra được con giống tốt, con giống tốt thì mình nuôi thành công. Theo cái mô hình của ông Vô này đó thì theo tôi là tới đây tôi sẽ phát động trong anh em trong toàn ấp mình để tham gia những cái mô hình như thế này để phát triển kinh tế cho gia đình, để phát triển lành mạnh hơn. Nói chung là cái mô hình này tôi thấy là cái hiệu quả rất là cao, bởi vì mình cho ăn thức ăn tự nhiên và đi mua đầu tôm đầu cá đầu để cho ở các cái vựa cá thì nói chung là nó rất là rẻ. Thì theo cái lợi nhuận thì theo tôi hiểu là chắc lợi nhuận cao lắm. Cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Duyệt đạt 60 triệu đồng một năm. Đến năm 2024 này, xã tiếp tục phấn đấu để nâng cao thu nhập cho người dân. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để phấn đấu nâng chất tiêu chí về thu nhập. Định hướng về tiêu chí thu nhập của năm 2024 thì xã ước thực hiện khoảng 64 triệu đồng trên người trên năm. Thì trong đó thì xã sẽ tập trung mấy cái việc để nâng cao thu nhập cho người dân. Thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái công tác phát triển sản xuất ở trên địa bàn, đặc biệt là nhân rộng các cái mô hình sản xuất có hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện các cái mô hình mà xã thuộc về thế mạnh, như là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và mô hình nuôi tôm bản canh cải tiến hai giai đoạn, thì tăng cường về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã mang tính chất đồng bộ. Hiện nay nông dân xã Tân Duyệt nói riêng cũng như nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã phá thế độc canh con tôm, cây lúa và tận dụng tối đa diện tích canh tác kết hợp nuôi đa con có giá trị kinh tế cao. Thời gian tới, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cho nông dân ở các vùng có điều kiện thuận lợi để nhân rộng mô hình sản xuất đa canh đa con kết hợp trên cùng một diện tích, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.